Rồi giờ anh ra quay ha. Dạ. Anh đi anh kêu mấy nhỏ. Có hũ vàng nào không? Đó lông, đó lông, đó lông, đó lông. Ở gì môi lên coi, môi lên coi. Đâu có kim loại, có kim loại. Trời, cái gì mà đinh sắt sét gì, chừng nào mới bán được ve chai? Thì em đi kiếm coi. 2.000 đồng không được, chưa có một đồng xuân cổ rồi. Biết mơ được có cái hũ vàng đi quay bất động sản á thì tính tiền công, kiếm cơm mỗi ngày đi cho nó yên tâm hơn. Thôi 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 thôi. Đây là cái niềm đam mê của mấy đứa nhỏ gì. Nó chỉ có đúng một cái lợi ích là khi mà tụi nó rà kim loại mà ghiền ghiền kiểu đó đó là xe ve vô không bị cắn đinh thôi. Thế thấy chưa, bao giờ nó lụm được cái gì mà có giá trị hết. Mà quay bất động sản miếng nào hả, cái rảnh chút xíu là bưng máy ra dò. Ấp 2 xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Cái đường bê tông này nè, rộng dữ lắm, ba chiếc xe cũng còn được đó. 16 lô ngày hôm nay Nguyễn Duy lên cho anh chị mình á, lô nào cũng nở hậu nhẹ hết trơn á, đều chan nhau 5m1, 5m2 nở hậu nhẹ ra. Thì cái vạt bên đó đó là chiều dài vô tới 53m. Mà qua tới cái lô giải bên này á, thì cái chiều dài đó tới 62m. Đất dài thòn từ 207m2, dạt lên tới 314m2. Mỗi lô đều trang có 100m2 thổ cư sẵn ở trong này, vô là xây dựng được liền. Thì cái giá tiền á rẻ luôn, 395 triệu tăng lên 5 triệu, lô tiếp 5 triệu tăng lên. Thì tới bên đó cuối cùng hết là cái lô cuối 468 triệu. Mà đất này dài thòn chứ không phải là 20 hay mấy mét dài. Ủy ban cách đây á, là 5 phút. Chợ, trường học cũng ở đó. Thị xã Bình Long ở đi hướng này là 9 phút, 200-300 mét. Chỗ mà cái ấp ngoài này ngã ba đầu đường nhựa đó thì dân cư ở đông hơn. Nhưng mà cái đường nhựa sau đất mình là mấy cái dãy nhà đó đó. Thì có một cái khu nhà ở cán bộ của nhà máy xi măng. Khu rất là lớn. Và đặc biệt nữa cái cụm công nghiệp Minh Tâm là ngay cái đường nhựa ngoài đó ra đó. Đã có duyệt quy hoạch rồi. Thì mai mốt đã triển khai khu công nghiệp ở đó. Thì có chơi chỗ này nè. Tầm 300-400 triệu à, nó rất hiệu quả, đất nền như vậy, tiềm năng nó lên là như vậy đó. Đặc biệt nhất đã là tầm tiền có 300-400 mấy mà còn được ngân hàng hỗ trợ đây 50%. Như vậy thì trên lý thuyết ai mà tài chính thấp vô 200 triệu thôi là có một lô như vậy. 16 lô này là 16 cái sổ hồng riêng có sẵn cầm trên tay công chứng liền, chứ không có thế ngân hàng hay gì hết. Anh chị mình vô tự nhiên lựa chọn. Mé bên này thì rẻ, mé này mắc hơn, mỗi lô kế bên có 5 triệu à. Ai tiền thấp mà bỏ ra tầm 300-400 mấy mà bỏ có nữa, ngân hàng có thể hỗ trợ 50%. Tính ra ban đầu bỏ có 200, vay thêm 200 nữa đi, thì cái phần 200 đó trả lãi suất cũng đâu có bao nhiêu. Thành ra Nguyễn Duy thấy rằng là lâu lâu có bất động sản có hỗ trợ ngân hàng gì, chứng tỏ là gì, pháp lý nó ngon lành, an toàn, mà sổ có sẵn nữa, thì giới thiệu lên kênh cho anh chị mình tham khảo. Ai mà cảm thấy nó hợp lý cứ gọi ngay cho anh Huỳnh 0939 160 345. Nguyễn Duy đi review bất động sản như vậy á là không có ăn tiền cò phần trăm hoa hồng nha anh chị, được thù lao công quay phim rồi. 0903 644 679 số của Nguyễn Duy á, ai cần review bất động sản mới gọi.